Thì những cái sản phẩm đó mình mang theo nó không chỉ giúp mình hoàn thành công việc ở cái triển lãm như là CES ở Las Vegas này, mà nó còn giúp mình sống, giải trí hay là tồn tại qua những cái ngày mình làm việc ở đây. Rồi, xin cảm ơn anh em. Anh em nhớ theo dõi tinhte.vn/CES22 để mà xem những cái gì mới nhất bọn mình cập nhật ở đó. Và anh em có thể vào tinhte.vn/TTBC21 để bình chọn những sản phẩm công nghệ. Anh em nhớ bình chọn cho mình. Rồi, đây là cái áo siêu nhẹ, siêu gọn của Uniqlo mình mang đi, bởi vì mình sẽ nhét nó trong cái túi của mình để khi nào trời lạnh quá thì mình lôi ra mình mặc. Tiếp theo là cái túi đeo chéo của Thinh Tăng. Thì đây là cái thế hệ thứ 2 và mình đã xài cái túi này gần 10 năm ha. Dĩ nhiên là nhiều cái khác nhau. Thì đây là cái túi để mình đeo những cái đồ cá nhân của mình. Rồi. Tiếp theo là bởi vì mình là anh hùng bàn phím, do đó là mình luôn luôn cần một cái bàn phím chất lượng cao đi theo mình. Thì trên tay mình là một cái bàn phím phiên bản rất là đặc biệt của cái bàn phím cá heo. Và keycap của nó thì là keycap carbon. Còn body của nó thì là cái loại nhựa có thể nhìn xuyên. Anh em nào chơi bàn phím thì sẽ biết cái bàn phím này. Mình sẽ giới thiệu về nó sau ha. Tuy nhiên anh em chỉ cần biết nó là một cái bàn phím rất là ngon. Rồi. Ở đây là cái loa di động pin OA1 mình mang theo để mình nghe nhạc khi ở trong khách sạn hoặc là khi mình lái xe. Yeah. Đây là cái tai nghe pin OH95. Thì cái tai nghe này mình dùng để nghe nhạc trong lúc làm việc hoặc nghe nhạc khi ở trong khách sạn nếu mà không muốn nghe bằng tai nghe. Đó, mình còn có một cái bao da của mấy em gái thiết kế bên khắc tên làm cho mình để được nó. Nó có một cái hộp bằng nhôm đẹp lắm, nhưng mình ghét cái hộp bằng nhôm. Do đó là mình đã làm một cái bao da để được nó rất đẹp này. Đây là cái iPad M1 12-9 của mình. Thì mình dùng nó để mình đọc tin tức, duyệt thông tin hay gì đó. Mình rất là thích dùng iPad để mình xem hoặc là lâu lâu mình giải trí mình dùng nó. Và đi kèm với nó là một cái bao da của khắc tên ha, bao da sen. Mình cũng rất là thích cái bao da này. Mình còn mang theo một cái đế để mà dựng nó lên nữa. Cái đế này thì mình mua ở bên châu Âu bằng nhựa thôi, có 1 euro thôi. Đây là cái mini tripod ha. Cái mini tripod này của Gizzo. Và mình dùng để mình quay những cái gì ngắn ngắn nhỏ nhỏ, hay là tự mình quay, hay là tự để camera mình nói được. Thay vì mình nhờ bạn Huy quay cho mình thì mình dùng cái này. Còn đây là cái đầu để kẹp điện thoại ở đây. Mình rất là thích cái mini tripod này. Đây là cái hộp anh em bôi môi ha. Bên này không khí lạnh lắm, chúng ta cần bôi môi để cho đỡ nứt nẻ. Đây là con chuột Razer Pro Click. Mình mới mua gần đây thôi, mình rất là thích. Mình muốn mang đây để mình xài cho đã. Đây là ví ha, đựng linh tinh gì đó của mình. Đây là cái hộp mắt kính Maui Dream. Nhưng mà thực chất là mình đựng cái tai nghe Audiz LCD i4 và một cái Lightning DAC ha, của Spectre X2. Đây là cái bộ tai nghe dùng để nghe nhạc của mình. Mà cái bộ này mình sẽ nghe những cái nhạc gì đó nó rất là căng thẳng. Đây là cái bộ mic gắn cho iPhone của Hoco ha. Khoảng hơn 1,5 triệu thôi, nhưng mà nó có giá trị cao lắm. Do đó là mình thích mang theo để lâu lâu mình cần thì mình có thể livestream, mình làm gì đó mà không cần phải thiết lập một hệ thống mic phức tạp. Đây là iPhone 13 Pro của mình ha. Đây là cái thiết bị liên hệ chính của mình làm việc ở trong cái triển lãm này. Nó có camera chụp hình và quay phim rất là đẹp. Mình dùng nó cho nhiều việc. Mình có mang một cái điện thoại khác nữa là cái Google Pixel 6 Pro. Nhưng mà bữa giờ mình ít xài, bởi vì nó cầm to quá, không có thân thiện lắm, có nhiều cái nó không được ngon. Bữa nào mình rảnh mình xài thêm sau. Tiếp theo là AirPods Pro ha. Thì cái này mình dùng để mỗi lần muốn gọi điện thoại nói chuyện với những người ở nhà hay làm việc gì đó thì mình sẽ dùng cái này. Đây là Nikon Z6 ha, và ống kính 35 1.8. Đây là cái máy mình rất là thích bởi vì mình có thể chụp hình được hầu hết những cái điều mình cần ở CS đó, và nó rất là ngon ha. Tuy nó cũ lắm rồi nhưng mà rất là ngon. Đây là cục pin di động của Zendure ha. Thì mình mang cái này để dự phòng thôi, hiện tại thì mình chưa có cần dùng đến nó. Đây là cục sạc MagSafe
của Apple nó có cái công suất là 140W, nó sạc nhanh cho máy tính của mình. Và hiện tại mình không mang theo một cái cục sạc nào khác cả, mình chỉ dùng cục này thôi. Cục này sạc 140W cho cái MacBook của mình, và từ MacBook của mình nó có 3 cổng USB-C, thì từ đó mình sẽ sạc cho những thiết bị khác của mình. Đây là ghế click, thì cái ghế này là một trong những cái thứ mình hay mang theo khi mà đi làm việc ở những triển lãm hoặc đi nước ngoài, bởi vì nó cho mình một cái tư thế ngồi rất là thư giãn sau một ngày làm việc. Mình thích ngồi trên cái ghế này. Đây là cái túi đựng cáp ha. Em thấy rằng là cái túi này nó rất là cũ, rất là dơ rồi ha, bởi vì nó là một phần của cái bao lô Lao Pro Day Combo Day Bag mà mình dùng cách đây hơn 10 năm. Tuy cái bao lô nó hư rồi nhưng mình vẫn thích cái túi này, bởi vì nó vừa nhỏ gọn, nó vừa đựng được những cái thứ linh tinh của mình. Rồi, còn đây là cái khẩu trang mình mới mua của Under Armour. Thì khẩu trang này mình thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng ha. Mình mua để mình đeo, mình đi làm việc trong triển lãm, họ quy định là phải có khẩu trang. Và đây là cái khẩu trang làm cho các vận động viên, do đó là khi các bạn đeo các bạn sẽ cảm thấy vẫn có thể thở thoải mái, không giống những khẩu trang khác. Và đây là cái MacBook Pro 16 inch M1 Max của mình ha. Đó, đây là cái máy mình làm việc chính, nó rất là mạnh và nó không đẹp nhưng mà nó hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó, mình thích nó. Rồi. Yeah. Còn đây là cái miếng lót để trên mặt bàn của mình ha. Ở Việt Nam thì mình xài một cái miếng da khác tên, còn cái này mình mới mua của Satichi thì cái này chỉ là da giả thôi. Mình cần cái này bởi vì sao? Bởi vì ở như thế này, dùng mặt bàn ở khách sạn này họ làm bằng đá, do đó là khi mà để cái tay lên nó lạnh khó chịu lắm, thì mình cần phải có một cái miếng để lót như vậy để mình có thể re chuột, rồi mình để tay lên như vậy nó sẽ thân thiện hơn, nó đã hơn. Một số thứ mình sẽ để lại ở phòng khách sạn như là bàn phím hay là miếng kê laptop hay là loa. Còn một số thứ thì mình sẽ bỏ vào trong cái vali này và mình kéo đi làm.